Thưa quý vị, phát huy vai trò đồng cốt của lực lượng vũ trang trong phòng chống dịch Covid-19. Sáng nay 30 tháng 10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức sơ kết công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 4. Tham dự hội nghị có Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng quân khu 7. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhiều chương trình hoạt động phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả, huy động tối đa nhân lực trong lực lượng phòng chống dịch hơn 3 tháng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 107 cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các địa phương, huy động hơn 3.500 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly, điều trị và bệnh viện giả chiến, khu phong tỏa, bảo vệ dùng xanh. 1.350 tổ chốt kiểm dịch trên các quốc lộ, tỉnh lộ và 10 chốt đường thủy nội địa, huy động 250 cán bộ chiến sĩ dân chuyển 875 tấn lương thực thực phẩm, 22.491 xuất quà, 3.954 đơn hàng cho 9.258 hộ dân trong các khu vực phong tỏa. Lực lượng vũ trang trong tỉnh cũng đã tổ chức tiếp nhận dân chuyển 11 cho cốt nạn nhân tử vong do nhiễm COVID-19 từ các tỉnh thành về bàn giao cho thân nhân gia đình tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đại tá Phạm Phú Ý, Phó Tham mưu trưởng ừ. quân khu 7, yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thấu suốt quan điểm của đảng và nhà nước ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội, luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao nâng cao công tác nắm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bảo vệ toàn dạng lãnh thổ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống